Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, với mật độ ô tô đông như hiện nay thì là ở Hà Nội này thì là cái việc để xe ở ngoài trời như thế này dưới trời nắng thì là cái việc rất là bình thường ạ. Vì không phải xe nào cũng được đỗ ở trong những cái gara có mái che hoặc là trong những tầng hầm. Cho nên là với những cái việc mà để xe ở dưới trời nắng như vậy thì quý vị các bạn cũng đã biết rồi đấy. Cửa xe thì đóng kín hết này. Xung quanh tất cả này là đều là kính hết, cho nên là cái nhiệt độ ở trong xe lên rất là nhanh. Chỉ để xe ở ngoài trời nắng 30 phút thôi thì nhiệt độ ngoài trời, nếu như nhiệt độ ngoài trời khoảng 30 độ C thì nhiệt độ trong xe có thể lên đến trên 40 độ C, vì nó hấp thụ ở cái kính này cho nên nhiệt độ của nó lên rất là cao. Chính vì vậy hôm nay thì ô tô 360 của chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn để làm mát cái khoang xe này, làm mát khoang xe nhanh nhất để tiết kiệm xăng chạy nhờ điều hòa này, tiết kiệm cho cái công suất của điều hòa để điều hòa nó đỡ phải chạy với công suất lớn nhất ạ. Vì là sau khi mà chúng ta để xe ở ngoài trời thì nhiệt độ lên rất là cao, thì hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ cái việc này giúp cho quý vị và các bạn có thể tiết kiệm được một ít xăng này, tiết kiệm được cho cái công suất của điều hòa này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước tiên chúng ta bắt đầu ở trong nhà mà đi ra cái xe mà để ở ngoài trời ấy, nhiệt độ rất là cao ấy, thì việc đầu tiên chúng ta sẽ mở cửa lái này, và chúng ta có thể mở thêm một cái cửa phía sau này, hé ra một chút thôi ạ. Hoặc là chúng ta có thể xuống kính ở một cái cửa khác bên kia chẳng hạn. Sau đó ta sẽ thao tác này, mở cánh cửa đây ra này và đóng lại này, mở ra này và đóng lại. Cứ như vậy chúng ta thao tác khoảng vài ba lần. Thao tác như này giúp chúng ta sẽ làm cho cái không khí ở bên ngoài này nó sẽ chuyển vào trong xe và nó sẽ thoát ra lỗ cửa bên sau này. Làm như thế để làm cho không khí nó lưu thông ở trong xe thì giúp cho nhiệt độ ở trong xe nó sẽ giảm đi rất là nhiều ạ. Sau đó chúng ta mới bắt đầu vào xe và nổ máy bật điều hòa, thì lúc đấy thì cái không khí ở trong xe nó cũng sẽ mát như cái không khí ở bên ngoài rồi, cho nên là nó sẽ tiết kiệm được cái công suất làm việc của điều hòa. Chính vì vậy là sẽ tiết kiệm được xăng ạ. Vâng, cái phương pháp này thì tôi cũng biết được rất nhiều người là đã thực hiện rồi, rất nhiều người biết rồi và rất nhiều người đã làm video để chia sẻ cái phương pháp này. Nhưng mà tôi cũng biết được là rất nhiều người chưa biết cái phương pháp này, cho nên là hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị các bạn. Nếu như quý vị các bạn nào mà chưa biết cái phương pháp này thì hãy thử ngay nhé. Cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều. Nếu như quý vị các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy chia sẻ clip, hãy đăng ký kênh ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những clip tiếp theo.